Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức mới nhất trong bản tin chiều ngày hôm nay, 25 tháng 7. Trong phần đầu tiên này thì mời các bạn đến với phần cập nhật kết quả những trận đấu tại giải U19 Đông Nam Á 2024 thuộc khuôn khổ bảng C, nơi sẽ xác định được hai cặp đấu ở vòng bán kết. Ở phần sau này thì mời các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý về bóng đá Việt Nam của chúng ta mới nhất trong ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đón nghe. Như các bạn đã biết thì giải U19 Đông Nam Á 2024 đã sớm xác định được 4 đội vào bán kết bao gồm Indonesia, Úc, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên thì các cặp bán kết sẽ chỉ được xác định sau các trận đấu ở bảng C diễn ra vào khung giờ 15 giờ ngày hôm nay. Trong ngày hôm nay thì diễn ra hai trận đấu, đó là cuộc so tài giữa Malaysia và Thái Lan. Đây là cuộc so tài nhằm phân định ngôi nhất nhì ở bảng đấu này. Trong khi đó thì trận đấu thủ tục diễn ra giữa Singapore và Brunei. Trước thời điểm diễn ra trận đấu này thì Malaysia và Thái Lan có cùng là 6 điểm, nhưng Malaysia tạm dẫn đầu do hơn chỉ số phụ. Do vậy mà Malaysia chỉ cần không thua trước Thái Lan ở cuộc so tài này là sẽ giữ được ngôi đầu. Khi đó thì đối thủ của Malaysia trong trận bán kết sẽ là Indonesia. Trong khi đó Thái Lan nếu muốn giành ngôi nhất thì voi chiến sẽ phải đánh bại Malaysia. Trong trường hợp hòa hoặc thua, Thái Lan sẽ phải gặp Úc trong trận bán kết. Và đã không có bất ngờ nào xảy ra khi Thái Lan và Malaysia hòa nhau với tỷ số 1 đều trong trận đấu cuối cùng này của bảng C. Cụ thể thì Thái Lan có bàn mở tỷ số từ rất sớm ở phút thứ 5. Hậu vệ của U19 Malaysia mắc sai lầm khi chuyền bóng thẳng vào chân tiền đạo U19 Thái Lan. Cai Lan dễ dàng chết điểm ở tình huống đối mặt với thủ môn của Malaysia. Sau đó, ở phút thứ 48 của trận đấu, Malaysia đã có bàn gỡ hòa 1 đều. Bị phạm lỗi trong vòng cấm, U19 Malaysia được hưởng quả penalty. Tiền đạo Gunalan dễ dàng đánh bại thủ môn để cân bằng tỷ số. Như vậy là đã xác định được hai cặp bán kết của giải U19 Đông Nam Á 2024. Cặp thứ nhất bao gồm chủ nhà Indonesia sẽ gặp Malaysia, trong khi đó thì Thái Lan sẽ đối đầu với U19 Úc. VFF giảm tải áp lực cho huấn luyện viên Park. Các bạn thân mến, AFF Cup với tên gọi mới tới đây là ASEAN Championship 2024 chắc chắn là giải đấu nhận được sự quan tâm của người hâm mộ cũng như truyền thông. Mới đây thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF nhấn mạnh lại là chỉ giao chỉ tiêu vào chung kết của ASEAN Cup. Đây là động thái VFF muốn giảm tải áp lực cho huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhưng liệu tuyển Việt Nam có thể mơ về ngôi vô địch? Như các bạn đã biết thì ở kỳ AFF Cup gần đây nhất, đội tuyển của chúng ta vào đến chung kết trước khi thua sát nút Thái Lan 2-3 sau hai lượt đi và về. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam không thể đặt ra chỉ tiêu thấp hơn thành tích trên, tức là thành tích phải đoạt chức vô địch. Tuy nhiên thì VFF không muốn gây quá nhiều áp lực cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bởi vậy mà mục tiêu vào chung kết dành cho tuyển Việt Nam ở giải vô địch tới đây là điều hợp lý và không quá cao cũng là không quá thấp. Chỉ tiêu nói trên vừa được VFF một lần nữa thông qua tại hội nghị ban chấp hành VFF cách đây ít ngày. Với thực lực của đoàn quân huấn luyện viên Kim Sang-sik hiện nay, so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta được đánh giá nằm trong nhóm đầu có thể cạnh tranh với Thái Lan và Indonesia. Thái Lan như đã biết vẫn là thế lực số 1 của bóng đá khu vực, trong khi đó Indonesia đang vươn lên nhanh chóng thời gian qua. Họ cũng đầy khát khao vô địch AFF Cup. Cũng thời gian gần đây thì Indonesia đã 3 lần đánh bại chính tuyển Việt Nam của chúng ta ở các giải chính thức, bao gồm là 1 lần ở Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 1 năm nay. Lần khác tại vòng loại thứ 2 của World Cup 2026 tại khu vực châu Á hồi tháng 11 năm 2023 và vừa mới đây là tháng 3 của năm 2024. Tuy nhiên thì cũng từ chỗ này mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói riêng và người hâm mộ bóng đá ở Đông Nam Á nói chung nóng lòng muốn thấy nếu tuyển Việt Nam sử dụng lực lượng thực thụ của mình, lực lượng tốt nhất của nền bóng đá. Như đã biết thì thời ông Philippe Jouzier chưa làm điều này. Thì liệu chúng ta có còn thua Indonesia như trước đây hay không? Câu hỏi này sẽ được các cầu thủ Việt Nam giải mã ở ASEAN Championship 2024. Đồng thời thì tin rằng là các cầu thủ của chúng ta hiện là đang khát khao trong việc đánh bại đội bóng Indonesia. Và cũng chính các cầu thủ sẽ khát khao hơn ai hết trong việc là sẽ đi chinh phục chức vô địch Đông Nam Á. Thành ra, Việt Nam có thể nhắm đến vị trí cao hơn so với mục tiêu VFF đặt ra. Về vấn đề này, huấn luyện viên Trần Công Minh đưa ra đánh giá góc nhìn của mình. Xem là mục tiêu mà VFF giao cho ông Kim Sang-sik
và các học trò liệu là cao hay là thấp. Tôi cho rằng là chỉ tiêu vào chung kết ASEAN Championship dành cho tuyển Việt Nam là hợp lý. Nhưng về phía bản thân đội tuyển, toàn đội vẫn phải mơ về việc làm được nhiều hơn thế. Khi đã vào đến trận chung kết một giải lớn thì không ai là không nghĩ đến ngôi vô địch. VFF đặt chỉ tiêu cao sẽ giúp thôi thúc các cầu thủ tiến lên. Chỉ tiêu cao nhất cũng giúp toàn đội thách thức giới hạn bản thân mình trước khi tìm cách vượt qua giới hạn này. Xét trong mặt bằng chung của bóng đá tại khu vực, xét trình độ về năng lực thì các cầu thủ Việt Nam thuộc thế hệ hiện tại, việc giành ngôi vô địch AFF Cup nếu có xảy ra thì cũng không phải là giấc mơ viển vông. Ở kỳ giải Đông Nam Á liên tiếp vào các năm 2020 và 2022, đội tuyển của chúng ta không thể chạm đến ngôi vô địch. Những ngôi sao hàng đầu bóng đá Việt Nam như là Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức, Việt Anh đã chờ khá lâu để tìm cơ hội quay trở lại với ngôi vô địch. Tin rằng nếu mà chúng ta tập hợp đầy đủ, chơi với phong độ cao nhất, gặp nhiều may mắn, chúng ta không ngại các đối thủ lớn của Đông Nam Á như là Thái Lan, Indonesia hay Malaysia, thậm chí các đội của họ cũng có chỗ phải e dè thế hệ cầu thủ thiện chiến đang có trong tay ông Kim Sang-sik. Chuyển sang nội dung khác, các bạn thân mến, mới đây thì phía Malaysia hé lộ về mức lương nếu mà huấn luyện viên Park Hang-seo đến dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Như các bạn đã biết, ông Kim Bangon đã bất ngờ nói lời chia tay với tuyển Malaysia và bây giờ thì chắc chắn rồi phải không ạ? Nhiệm vụ tìm kiếm một thuyền trưởng mới cho đội tuyển quốc gia Malaysia là trở nên cấp bách. Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng đã không ngần ngại nhắm đến một cái tên đã làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam, đó là huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo thông tin từ tờ The Star của Malaysia cho biết, liên đoàn bóng đá nước này hoàn thiện kế hoạch chiêu mộ huấn luyện viên Park Hang-seo với một bản hợp đồng dài hạn và được đồn đoán mức lương là khó có thể từ chối, rơi vào khoảng 60.000 USD một tháng, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng. Đây thực sự là một con số khủng và phản ánh mục tiêu mà liên đoàn bóng đá Malaysia hướng đến, tức là đưa đội tuyển này tiến xa hơn trong các kỳ vòng loại World Cup với hy vọng là đến vòng loại thứ 3 của World Cup 2030. Các quan chức của Malaysia cũng không giấu được sự ngưỡng mộ với thành tích mà huấn luyện viên Park Hang-seo đạt được cùng với bóng đá Việt Nam. Cụ thể thì ông Sulaiman Husin, giám đốc kỹ thuật của Hiệp hội bóng đá Kuala Lumpur, đã bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của huấn luyện viên Park Hang-seo và mong muốn ông có thể tiếp tục thắp lửa đam mê và sự nhiệt huyết cho Malaysia. Một cuộc khảo sát của tờ Astro Arena cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ Malaysia dành cho ông thầy Hàn Quốc, với 60% số người được hỏi bày tỏ mong muốn được ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia. Chính điều này càng khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của ông thầy Hàn Quốc trong lòng người hâm mộ bóng đá tại khu vực. Tuy nhiên thì có thể nói rằng là vẫn cần thêm thời gian để chứng kiến liệu những kế hoạch này của Malaysia có trở thành hiện thực và liệu huấn luyện viên Park Hang-seo có quyết định là chấp nhận lời mời béo bở trên để mở ra một chương mới cho sự nghiệp cầm quân của mình. Trong một động thái khác thì chia sẻ về mục tiêu trước thềm bán kết, chân sút bên phía U19 Indonesia, Jens Raven cho biết: "Mục tiêu cá nhân của tôi là thi đấu thật tốt và tôi hy vọng rằng là với tư cách là một tập thể, chúng tôi muốn đạt được kết quả tốt tối đa. Vì vậy mà chúng tôi hy vọng có thể vô địch giải đấu này." Về mục tiêu cá nhân thì cầu thủ gốc Hà Lan tham vọng: "Với bản thân tôi thì tôi hy vọng là mình có thể ghi thêm thật nhiều bàn thắng. Tôi cần đóng góp để thực hiện tốt và hãy xem điều gì xảy ra ở giải này." Đánh giá về trận bán kết tới đây, Jens Raven cho biết: "Tôi đã sẵn sàng cho trận bán kết và chúng tôi hy vọng là sẽ tiến vào trận chung kết và tất nhiên là chắc chắn nâng chức vô địch." Jens Raven là cầu thủ sinh năm 2005, hiện đang thi đấu trong màu áo FC Dordrecht. Bên cạnh cầu thủ này, U19 Indonesia còn sở hữu thêm hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài khác, bao gồm Weber và Jadim, hậu vệ phải chơi cho câu lạc bộ Sao Paulo ở Brazil. Người còn lại là Marcelinus Amaola đang đầu quân cho đội trẻ của Loren ở Tây Ban Nha. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.